khi màn đêm buông xuống. Nửa đêm thèm trứng vữa. Ôi, nóng phỏng tay. Nó thèm điếng mình gì đó. Trong miếng mướu lên. Trời ơi, nó đã cái người dễ sợ luôn á. Ôi ôi, miếng muối nè. Đã. Trời ơi nè. Đã. Cũng cực cứng nè. Má ơi, trứng thì cứng chứ hả? Mày miếng muối vô nè. Ngon điếc mình điếc mẩy. Đã không? Quá ngon. Món phụ. Ăn cơm với cua. Nhạt quá trời luôn. Giờ sáng rồi đó bụng quá kêu ông nội này nấu mì cho anh. Mì tôm này nấu vội hả anh? Nấu vội không có topping gì đúng không? Ơi cứu tôi. Nóng quá. Ông nội thấy tôi cái nó cũng nấu một tô. Á? Nuôi anh ngon mới hả? Trời đợi chúng nhắn rồi. Tô của anh ngon quá à. Á? Sao nãy anh không đưa cho em tô này? Tô này ngon quá à. Anh thêm được. Nửa đã. Nửa đêm nửa hôm thèm măng xào hột vịt dầm nước mắm. Nước miếng nó tốn quá trời. Trời ơi, ăn cái này ăn với trứng vịt nè mới thấy ngon, thấy béo. Nó mới nhầy da.
Trời ơi, tôi thích ăn cơm này dã man quá bà. Nước mắm á. Ngon dữ vậy trời. Ngon quá. Trời trời ơi mặt trời. Lại là chiên một bún nước tương thần sầu. Ở nhà có cái gì ăn cái đó. Đây là trứng nè. Nem nè. Xoài với dưa leo ha. Rau sống nè nha. Đó. Còn chiên nước tương. Trang lên. Trời ơi thứ nào mà chịu nổi. Quên lên. Trời quá. Thấy cái món này ban đêm không à? Trời ơi, ta nói nửa đêm đang ở Hà Nội mà đi ăn rồi nha. 2 giờ đêm dự trứng gì á, cái mắc ăn nữa, cái order đồ gì ăn. Trời ơi. Nửa đêm nửa hôm. Trộn nè. Xoài nè, nè. Cá viên chiên nữa nè. Xoài. Wow. Ông nội ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.